bà anh nhà group năng review phút cùng mang phone bà ông của mình không lại cùng YouTube học này bà và cùng xa chất mấy mà can channel được mát cái đầm xôn xôn bà làm phi bà lộ làn lại tuần tiếp tiếp bà làm phí xa bà ngày này đá bà không được giờ được đơn một cưỡng mà thôi cả lại chung phục mang phone bà đầm bầy tu sân à bà cái hai tha đột dân bà đây phó bà làm xôn mùi bà và phết bông mũi và phò tạc rạng bà làn và phết xôn ông xín bà làn mô ạc bọc ạc bạc cả lạp cắt to sáng ngào đồ bò tê bằng mạng phôn bà hay bẹ xạ lê nông bình bà phì ê bí bà cài bà mây đập bà muốn chùa cột bà xạ lê tròn bà xạ lê chùa cột bà em hay mình nhạc chứ không mình nhạc âm ví bà hay rõ ai cả xa chị phân phơi qua mình nhạc bà miền cực cron bà bòn rùi chứa sạch bà phì phôn mà phây mùi rùi rùa bà chị phân phì phôn mà phây phì mà phây bầy bà ngày sắp ra phục mai bóng phá ôn bà cục phong sắp bay được đợt dôn bà phục hết bà cả hai thà đề phó bà phó thật bà bà nâng ngày trong bán bà lớn nhưng mà đỏ đầy hay một phục mạng phá ôn bà ai tùm nẹ tùm đơn một trong bát bán đây tôi sắp trong bát miền bầy bà phôn bà nạc hàng krom bị tổ bà hai tầm lấy thay nó có trong đạn nơi krom nóng được nha bà ở lời ní phục mạng phá ôn bà mơ bì sắp rõ viên mà chúm bà tầng ngọt nha bà nâng ngày bà đề phó xin nam xôn muối bà nâng ngày phong muối bà còn thăm ấy sạch đại cháy ở phục ở trẻ và bộ con mà cả là trời trời bà em mình tên bà tập ra phục mang của ông bàn giờ đặt con đặt cháy là ngày đặt ta được dây từ qua từ qua mà nó cả bốn tuổi năm không ai có một cái lời nữa em mình tên bà này bà này cầu cài cái chỗ bía bà nơi sẽ nóng xin mua tá hay cái chỗ bắt đầu dù vi cà phê cũng đại ngày rủi đồ bà lấy cái xin em ơi bà nông viên là không biết bà tạp lâu ấy nơi xa nơi xin bạn cột cài cái dài ghế bà phong an phong tu sơn nam mới trút trút chỉ một cái mặt bà hai mặt sân ghế ngắn mặt sân ngắn mặt sân thì chạy là nghĩa bà toàn phượng ấy nơi đầm nà ca mà em ở miền bà toàn bà khôi khà đấy tê bà sờ bầu lơ bà đừng ấy sai cả bạt ấy nơi đà nà ca đúng không bà hay miền bạn bay cứ lên này lừa tạm lâu thế mà còn mơ tới bà mà nhẹ đi về đi VCD ấy nơi mà sang anh tạm đòn bà em còn mơ còn cài cài gì bà bay trường nơi xa bà sầm đòn tạm đòn hay lan thành địa chỗ nào miền bốc khoảng một cây cả làm cắt toi thế bà nông chiến còn mấy bà và lọc sân và lọc bông bà cầu thực hiện cầu tay của anh con mới bà lan sát bà lan mua ta làm đón bà tình yêu tham mà mới bà mình khọ trương mình khát phê và lía bà là ngày bài phúc có ập niên là hai thứ lê tình à đây bà ở lời nít nhưng nó thọ sạch đạch bà và hỏi cùng em con thực hiện mới bà này cả câu xin bía bà cho xin biết đây nó không nên nó bà hãy sạch đại mát bà cứ làm như không có gì chứ này không thế mà sạch đại bà chơi bà ở trường cơ mà học man của em có bảo nên ngon nên lư từ nào thế bà bà hãy đầm lại tuấn tuấn tiếp tiếp bà ngày làm thì xa thế là kẻ lơ cái tôi thấy ấy nơi mà em mà trúng bà mà ôn mơ bà cột cài vía bà này đúng không bà cài bà lan ở miền bắc bằng một cài thế là to bà mà ôn mơ nên lại liên thế bà sạch đáy đặt ta khăn non bà nâng ở lọc liệt mà sân bông viên được hàng khăn non bà cứ sạch đúng không bà mây tầm đó mà bà lan phải nỉ chún bà lan sạch bà lan ở phục cho đây sạch đáy bà hình sân ập hoi ập hơi bà lọc sân ấy là của mình bà lọc con cày bà hay có con mây pram crop tam đó mà có con mây bà giờ tới chợ ta sang chi tiêu bàn bị cột cài để chọn vía nữ bà chôm tam đòn
ហើយបើសិនជាចង់បានបានហើយប្រភេទបាទរេហ្វរឆ្នាំ01គាត់ទៅប្រាក់មកគ្រឿងនេះបាទសូមតំណែងតំណងមកខ្ញុំបាទរួចរាល់មកបាទលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំបានដាក់នៅខាងក្រោមបាទវីដេអូហ្នឹងហើយហើយទស្សនាមើលបាទកូនកើកាយដៃជើងវាបាទគឺនៅស្អាតទាំងអស់មិនសិនប្រអប់លេខអីប្រហែលបងប្អូនមកគឺនៅតាមអាម៉ែម ហើយកាយសិនបាទមានបាទបុកបាត់ឆ្លាតអីទេបាទនឹងហើយមើលជាមួយខ្ញុំបាទ15%ដល់70-80%ដល់សិនទៅបាទឲ្យពេញចិត្តចាំឡើងមកមើលបន្ថែមបាទឲ្យគ្រប់100%ពេញហើយឆ្លាញ់ពេញចិត្តចាំចរចាតម្លៃយកបាទតម្លៃនៅខាងក្រោមហ្នឹងហើយ បាទបាទបាទប្លុកម៉ាស៊ីនបាទកុំអោនទស្សនាមើលបាទប្លុកម៉ាស៊ីនបាទឆ្នាំមុខបាទទៀងមើលទាំងអស់គ្នាបាទឆ្នាំខែបុកឆ្នាំបាទទស្សនាមើលឡានអត់មានបុកខ្វះមុខក្រោយបាទឡានសាច់ដៃស្អាតបាទអត់ពុកអត់ច្រេះបាទទឹកឆ្នាំស៊ីនបាទច្រើនបាទហើយម៉ាស៊ីនវិញគឺអត់មានសើមជ្រាបប្រេងលិចប្រេងបាទលិចតាមរេងតាមរងប្រហែលប្អូនមើលបាទ ស្ងាត់មិនស្ងួតបាទម៉ាស៊ីនអែមបាទហ្នឹងហើយហើយស៊ីសាំងតិចទេបាទពេលទៅហ្វបាទបាទស្នាមើលម៉ាស៊ីនវាហើយប្រឆេះមកទនីជូនបងប្អូនមកអត់មានហុយបាទមានហើយតាមម៉ាក់គេប្រេងម៉ាស៊ីននេះទេបាទទនីជូនបាទហើយឡានស្អាតបាទបាទកូនបាណាលើអីនិយាយទៅមូលតាសំណុំស៊ីនតែម្ដងឯកសារគ្រប់បាទ នៅមុខក្នុងក្រោយអីគឺនៅស្អាតបោមអីបាទមកឆ្ងាញ់បាទគៀងអីនៅភ្លឺបាទខ្ចីញ៉ាញ់តែម្ដងបាទហើយវាសេះស្លាកលេខបាទដកអសបាទស្លាកលេខ២អសបាទបាទពុកពុកម៉ែបងប្អូនបានមើលការឡាយរបស់ខ្ញុំបានហើយបាទកុំភ្លេចជួយចុច like បាទបាទសាប់ស្ក្រេបបាទសូមអរគុណបាទឲ្យឆាណែលរបស់ខ្ញុំបានមួយបាទដើម្បីងាយស្រួលបាទពីរថយន្តមកតាក់ស្រុកខ្មែរបាទរថយន្តក្រដាស់ពុនបាទជាច្រើនគ្រឿងបាទឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនាមើលហ្នឹងហើយហើយកុំភ្លេចបាទហ្នឹងហើយតំណែងតំណងមកបាទឡានដែលខ្ញុំបានផុសថ្មីថ្មីបាទហ្នឹងហើយរុះរាន់តំណែងតំណងមកបាទក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរខាងមុខនេះបាទយកទៅជិះមួយទៅដល់កូនដល់ចៅទៅវត្តទៅវាយបាន បាទអែមហើយម៉ាស៊ីនវាគឺអែមបាទម៉ាស៊ីនស្ងាត់ម៉ាស៊ីនស្ងួតបាទម៉ាស៊ីនត្រជាក់ត្រជាក់ល្ងាហើយឡាននេះបាទបញ្ញាច្រងបាទបញ្ញាអឹមវីអឹមស៊ីបាទហ្នឹងហើយហើយឯកសារមានគ្រប់គ្រាន់បាទបងរួចជាស្រេចពីពាន់20មួយរួចរាល់ហើយបាទយកទៅចាក់ទៅស្រាងជីបាទទឹកឆ្នាំវាស៊ីនស្អាតសំណុំសំខាន់ឡានអត់បុកប៉ះកាឡាបាទ បាទហ្នឹងហើយអាចតាក់ទងមកខ្ញុំបាទមកបាទលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំបាទនៅខាងលើក្នុងក្រុមវីដេអូបាទបាទហើយជាចុងក្រោយបាទក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទអ៊ំពូមីងបាទដែលតែនិយមបាទតាមដានបាទរកការឡាយបាទរីវីយូពីរថយន្តបាទមកតាំងស្រុកខ្មែររថយន្តកដាស់ពុនបាទខ្ញុំបាទបាទពីដើមទៅដើមរហូតដល់ចប់ហ្នឹងហើយសូមអរគុណសូមបាទជម្រាបលាបាទហ្នឹងហើយអរគុណច្រើនបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទ